Hello, welcome back to my channel Start Critical. Các bạn của mình khám phá tới kênh đầu tiên nào. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai ở Fast S. Ok. Sợ Chris quá. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. So there he is, huh? Hey. I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Let's go. Now take me to my place. Ok, sau đó thì các bạn có thể sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo. Thì các bạn vào hình chữ V đây và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp tục. GTA ra. Let's go. Và đây là những tựa game hay và hot nhất trong những năm vừa qua. Francis 1992. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi chiếc xe đạp này. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Okay. Hey,
Drive by. Incoming. Oh, motherfucker, my car. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, follow my lead. Các bạn sẽ đi xe đạp và đi theo những người này. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How'd I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. I'm a big star in Howardson. Sẽ đi sang vào đây. Move it, see. Shit, a bonus car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Rồi, tiếp tục đi tiếp. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? Oh, okay. So. East Coast got you all thinned out, home. Xe anh ta vẫn chưa bị lật. Ok, nhưng mà không sao. Come on, CJ. You can't keep up with the fat man. I got with them motherfuckers. Rồi ok, và mình sẽ sang được cái thứ năm. Rồi theo ba. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. So lên xe thôi. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. Đợi lời để gara ô tô. Rồi, và mình sẽ chở anh chàng này đến địa điểm mà anh ta cần đến. I know this guy. Okay. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Rồi, let's go. Thank you.
go around the back and use the service door. Và sau đó các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo của tựa game này. Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo với tựa Vice City. Let's go. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. What you doing there? Chạy vào trong này nào. Tiếp tục chạy vào trong. What up, Jackie? Get some sleep, he says. I gotta give you a knuckle frickin' sandwich! Thank you.
Ok, đã bảnh bao rồi. Nice bike. Nice bike. Ồ, mình đi chiếc xe máy cũng được. No, my bike. Ok, đi xe đua nào. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. So okay, tiếp tục là Sleeper Hollow. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải nhiệm vụ các bạn đó chính là tiêu diệt những trang zombie. Và nhiệm vụ nữa là đó là các bạn phải bắn vào đầu Assos. Ok, khá là sợ. Oh my gosh, nhầm rồi. So one with suitcase. Đây rồi. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Sleeper 3D Assassin. Level 17. Ok. Tiếp tục nào. Anh chàng được bao lâu? Đây rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.